Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một trang có tên là Ren NFT. Thì để tham gia trang này các bạn click vào link mô tả dưới video mà tham start chat bot nào bạn. Rồi còn lưu cấp trang đi tiếp nha các bạn. Trong chương trình góp này mà ăn chia tổng giải thưởng tới 10.000 đô la nha các bạn. A2 I bun đó. I OX cho nó sai luôn, mình cứ cấp tra lại luôn. G H Z I I kép mình có chơi bot không ạ? Rồi mình đang tổng buôn này rớp này tới 10.000 USDT đó mà. Rồi bấm bấm sau continue các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group này các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lên các bạn, tiếp tục join tiếp kênh seller nữa các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nè. Tiếp tục follow tại Twitter và retweet tăng 3 người bạn của mình nè. Trên tại Twitter đó các bạn theo dõi nha các bạn. Dự án gì đây? Like. Các bạn chỉnh dạng như tại Twitter nè các bạn. Các bạn tăng 3 người bạn của mình vào. Các bạn gõ cộng nó hiện ra những người bạn của tất cả bạn nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn bắt up lên nè. Rồi xong tiếp kênh seller nữa nè. Các bạn bắt up lên nè. Follow tại Twitter, like và retweet bot. Rồi, trên tài Twitter thì các bạn lướt xuống nữa các bạn. Các bạn like nè. Các bạn chụp dẫn tài Twitter username của nó đi các bạn. Và cộng Airdrop. Các bạn tài Twitter lên các bạn. Sau đó các bạn bắt up lên nè. Các bạn bấm submit đi tên nè. Sau đó các bạn bấm done nè. Sau đó các bạn gửi đường link vào profile tài Twitter mình nha các bạn. Thì bạn mở tài Twitter mình ra nè. Các bạn nhập ảnh avatar của mình, nhập một hồ sơ nè các bạn. Các bạn nhập ba cạnh cùng nè, vào chia sẻ nè. Sau đó các bạn sao chép liên kết gọi là chụp ảnh nè các bạn. Này có hai nhiệm vụ khá là đơn giản các bạn. Nhiệm vụ Instagram và Twitter. Tiếp tục các bạn xôn xào iGroup nữa nè. Rồi bấm done. Rồi các bạn tweet bấm set. Rồi tiếp tục gọi địa chỉ BNB sở Machine Bet20 trên chiếc palette các bạn nè. Sao chép địa chỉ gọi là chụp bot. Rồi tiếp tục bấm vào sao tiếp để cập nhật tài khoản mình nha các bạn. Ok, mình đã nhận được 8 đô token Ren nè. Các bạn gì kênh ghép chia sẻ trong bè những thằng để kiếm thêm token các bạn. Như video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.